Theo thông tin từ Công an tỉnh, từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 10 năm 2021, sau khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và một số tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách, mở cửa nền kinh tế, công dân Ninh Thuận đang sinh sống và làm việc tại các địa phương này trở về Ninh Thuận tăng đột biến với hơn 6.000 người. Căn cứ công điện số 1265 ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục kiểm soát người ra vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Thuận Nam không xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp trên. Theo quy định về công tác phòng chống dịch, các trường hợp trên đa số phải cách ly tập trung do chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine, không thuộc diện đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng. Do đó, để đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như bảo quản tài sản phương tiện của người dân khi di chuyển bằng xe máy về địa phương, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện thành phố liên quan tổ chức ghi nhận thông tin của từng trường hợp, bảo quản phương tiện tại trụ sở công an huyện thành phố và tổ chức trao trả phương tiện cho người dân sau khi đã hoàn thành cách ly y tế tập trung theo quy định. Đối với 1.776 công dân Ninh Thuận tự ý rời khỏi nơi tạm trú từ các tỉnh có dịch, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương về địa phương từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 1 tháng 10 năm 2021 đã vi phạm chi đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch tại công điện số 1063 ngày 31 tháng 7 năm 2021, ai ở đâu ở đấy. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố, nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021 tới khi hết giãn cách, trừ những người được chính quyền cho phép. Căn cứ công văn số 3975 ngày 4 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xử lý vi phạm hành chính đối với người từ vùng dịch về qua chốt kiểm soát cà ná và các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Công an huyện Thuận Nam đã lập biên bản ghi nhận vụ việc đối với 1.362 trường hợp, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 111 trường hợp. Trong số các trường hợp đã lập biên bản vi phạm hành chính, Công an huyện Thuận Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 95 trường hợp, bao gồm phạt cảnh cáo 11 trường hợp, phạt tiền 84 trường hợp, theo khoảng 2, điều 14, Nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Trong đó, có 57 trường hợp đã nộp tiền phạt. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh kéo dài, người dân rất khó khăn trong sinh hoạt, buộc phải trở về địa phương nhiều trường hợp không có khả năng đóng phạt việc xử lý vi phạm hành chính nêu trên là để răng đe giáo dục tuyên truyền vận động hạn chế việc người dân tự ý bỏ về quê vi phạm tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phòng ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng không nhằm mục đích thu tiền phạt của người dân có hoàn cảnh đời sống khó khăn Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện thành phố phối hợp với công an huyện Thuận Nam và Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn nơi người vi phạm thường trú triển khai một số nhiệm vụ sau. Đối với các trường hợp chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức xác minh hoàn cảnh của từng trường hợp đều quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 76 Luật xử lý vi phạm hành chính. Sau khi đã được hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong trường hợp người vi phạm không có khả năng thi hành, lực lượng công an sẽ hướng dẫn người vi phạm thực hiện thủ tục giảm miễn tiền phạt theo quy định tại điều 77 luật xử lý vi phạm hành chính. Đối với các trường hợp đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, công an huyện Thuận Nam tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật đồng thời hướng dẫn người dân tiến hành các thủ tục hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 76 Luật xử lý vi phạm hành chính và giảm miễn tiền phạt theo quy định tại điều 77 Luật xử lý vi phạm hành chính. Đối với các phương tiện đã tạm giữ của các trường hợp vi phạm, Công an huyện Thuận Nam tiếp tục phối hợp công an các huyện thành phố tổ chức trao trả cho người dân sau khi họ hoàn thành cách ly y tế tập trung theo quy định không giữ phương tiện vì lý do đảm bảo việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính